Hi, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Ngô Lê sẽ làm một video clip giới thiệu về cái việc thờ cúng của đạo Cao Đài Tây Ninh. Có nghĩa là đạo Cao Đài thờ ai, thờ những vị thần Phật nào. Thì trong video clip này Ngô Lê sẽ nói rõ về điều đó. Các bạn cùng xem video của Ngô Lê nha. Trước tiên thì cho Ngô Lê khái quát về cái đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài là một tôn giáo độc thần được thành lập ở miền Nam của Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20, tức là khoảng năm 1926. Tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ một nơi cao, nghĩa bóng là nơi cao nhất, trong đó Thượng Đế ngự trị, cũng là xưng danh rút gọn của Thượng Đế. Trong tôn giáo Cao Đài vốn có danh xưng đầy đủ là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Maha Tát. Để tỏ lòng tôn kính, một số các tín đồ Cao Đài thường gọi tôn giáo của mình là Đạo Trời. Các bạn biết không, tín đồ Cao Đài tin rằng Thượng Đế là đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ này. Tất cả giáo lý, hệ thống, biểu tượng và tổ chức đều được Đức Cao Đài trực tiếp chỉ định. Và đạo Cao Đài chính là Thượng Đế trực tiếp khai sáng thông qua cơ bút cho các tín đồ với nhiệm vụ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có nghĩa là nền đạo lớn cứu khổ lần thứ ba. Một trong những đặc điểm của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Cao Đài, đó là biểu tượng thiên nhãn. Thiên nhãn là mắt trời, thờ thiên nhãn tức là thờ trời trên quả càn khôn. Đức Chí Tôn bảo vẽ thiên nhãn ngay phía trên ngôi sao Bắc Đẩu. Đức Chí Tôn ngự tại ngôi sao Bắc Đẩu. Lý do vẽ có một con mắt, mỗi người có một tâm nên bề ngoài vẽ một con mắt mà thôi. Hễ mình thấy con mắt đó cũng như mình thấy tâm mình. Khi người nào thấy được cái tâm mình thì mới biết rõ nó ra sao mà kiềm chế, sửa chữa nó được toàn diện. Thờ thiên nhãn là thờ một con mắt trái với ý nghĩa sao? Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có 5 câu sao: nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Con mắt là chủ của cái tâm, thiên nhãn là chủ thể tâm. Mà thiên tâm là thái cực, là đại linh quan, nên trời là chủ của thái cực, hai ánh sáng là chúa tể, lưỡng quan ấy là lưỡng nghi, âm quan và dương quan, nên làm chủ tất cả. Ánh sáng ấy là thần, thần này là chân linh của ông trời, tức là đại linh quan của Đức Chí Tôn. Thần ấy là trời, trời ấy là ta vậy, vậy thờ thiên nhãn tức là thờ trời. Như vậy các bạn thân mến, thì đạo Cao Đài thờ thiên nhãn tức là người ta đang thờ trời đó các bạn. Các bạn biết không, trong kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến, nghĩa là càng là trời, ngôi càng mạnh mẽ cao, sáng tỏ nhìn thấy tất cả những hành vi thiện ác của khắp chúng sinh. Cho dù bộc lộ ra bên ngoài hay giấu giếm kín đáo bên trong, mắt trời đều thấy rõ, để khen thưởng hay xử phạt một cách công bằng. Như vậy người tín đồ phải luôn nhớ rằng làm bất cứ việc gì trời đều thấy rõ, không thể giấu giếm cũng không thể chối cãi vì sao. Thờ thiên nhãn mang ý nghĩa đại đồng, bất cứ một dân tộc nào cũng có thể vẽ thiên nhãn để thờ, mà không có sự phân biệt chủng tộc màu da. Vẽ một con mắt để thờ mà không vẽ hai con mắt là bởi vì một là số khởi thủy của càn khôn vũ trụ và vạn vật, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, tức là nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, cho nên số một là số gốc, lại là số dương mà Đức Chí Tôn làm chủ dương quan. Số một cũng chỉ ngôi thái cực, là ngôi độc nhất trong càn khôn vũ trụ. Vẽ con mắt bên trái để thờ mà không vẽ con mắt bên phải, bởi vì bên trái thuộc về dương, bên phải thuộc về âm, nên khi vào thánh thất quỳ cúng trước Đức Chí Tôn, phái nam quỳ bên trái của Đức Chí Tôn, phái nữ thì quỳ bên phải của Đức Chí Tôn, nam tả nữ hữu, cho nên thờ mắt trái là ý muốn nói đến Đức Thượng Đế. Thiên nhãn là biểu tượng nhắc nhở tình yêu thương dưới ánh mắt của đấng tạo hóa, chúng sanh bình đẳng, tất cả đều được nhận ân trời, không có phân biệt. Việc thờ thiên nhãn có ý nghĩa rất quan trọng đối với người tín đồ Cao Đài, nhắc nhở tín đồ rằng mọi cử chỉ hành động
luôn có Thượng Đế soi xét, thiên nhãn giúp người tín đồ Cao Đài nhận được thần của Đức Chí Tôn. Khi chăm chú nhìn thiên nhãn, trong lúc tụng kinh và người tu luyện định thần, thần đó sẽ kết hợp với tinh và khí trong bản thân mỗi người để thành tam bổ. Bây giờ chúng ta nói đến ngũ chi. Phía dưới thiên nhãn là một ngôi sao lớn, đó là sao Bắc Đẩu, trung tâm của càn khôn vũ trụ. Đây là nơi ngự của Đức Chí Tôn, nên phải vẽ thiên nhãn ngay phía trên sao Bắc Đẩu. Hai bên sao Bắc Đẩu có vẽ mặt trời và mặt trăng, hợp lại là nhật nguyệt tinh, đó là tam bổ của trời. Các đấng ngồi bên dưới kể ra từ trên xuống dưới như sau: Đức Phật Thích Ca ngồi giữa đắp y vàng, ngồi kiết già bên tòa sen là Đức Giáo Chủ Phật Giáo. Đức Lão Tử ngồi bên tay phải của Đức Phật Thích Ca, mặc áo đạo màu xanh, tay cầm phất chủ râu bạc trắng, đầu để trần, ngài là giáo chủ của tiên giáo. Đức Khổng Tử ngồi từ bên trái của Đức Phật Thích Ca, mặc áo màu hồng, râu bạc trắng, đội mũ, ngài là giáo chủ Nho giáo. Như vậy ở hàng ngang này là hình của ba đấng giáo chủ tam giới trời nhị kỳ phổ độ. Đức Lý Thái Bạch ngồi hàng giữa ngay phía dưới Đức Phật Thích Ca, có râu dài và đen, đầu đội mũ cánh chuồng, ngài là một đại vị thiên trưởng, giữ chức nhất trấn oai nghiêm. Thay mặt Đức Lão Tử cầm quyền tiên giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ, Đức Lý Thái Bạch còn được Đức Chí Tôn giao phó kiêm nhiệm giáo tông đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi phía tay phải của Đức Lý Thái Bạch, là vị nữ Phật ngự trên tòa sen đắp y màu vàng, đầu đội mũ ni, tay phải cầm tịnh bình có nhành dương liễu, tay trái bắt ấn, ngài là nhị trấn oai nghiêm. Thay mặt Đức Phật Thích Ca cầm quyền Phật giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ, Đức Quang Thánh Đế Quân ngồi phía tay trái của Đức Lý Thái Bạch, ngài đội mũ, mặc áo đạo màu xanh, râu dài và đen, tay trái đang lật xem quyển kinh Xuân Thu, ngài là tam trấn oai nghiêm. Thay mặt Đức Khổng Tử cầm quyền Nho giáo thời đại tạo tam kỳ phổ độ, ba đấng Lý Thái Bạch, Quang Thế Âm, Quang Thánh Đế Quân và tam trấn oai nghiêm của đại đạo Cao Đài cầm quyền tam giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Chúa Giêsu tức là Kitô giáo ngồi hàng giữa ngay dưới Đức Lý Thái Bạch, tóc đen, râu ngắn đen, tay phải chỉ trái tim, bác ái tỏ hầu quang, ngài là giáo chủ của Kitô giáo thời nhị kỳ phổ độ. Đức Khương Tử Nha ngồi hàng giữa ngay phía dưới Đức Chúa Giêsu, không đội mũ, râu bạc trắng, mặc áo bát quái màu vàng, tay phải cầm cây roi đả thần, tức là đả thần tiên đó, tay trái cầm cây hạnh huỳnh kỳ, ngài cầm bản phong thần, đứng đầu thần vị. Bảy cái ngai đặt phía dưới các đấng sơn son thiếp vàng, ngai giữa lớn nhất là ngôi giáo tông, ba ngai kế tiếp dành cho ba vị trưởng pháp ba phái Thái Thượng Ngọc, ba ngai kế giữa nữa dành cho ba vị đầu sư ba phái. Bảy cái ngai vàng tượng trưng cho bảy chức sắc cao cấp nhất của cửu trùng đài, cầm quyền đạo Cao Đài trong cơ phổ độ nhân sanh của Đức Chí Tôn. Chúng ta đã thấy các đấng ngồi theo hàng thì cầm quyền tam giáo thời nhị kỳ phổ độ và thời tam kỳ phổ độ, còn các đấng ngồi ở giữa theo hàng dọc từ trên xuống dưới là Đức Phật Thích Ca tượng trưng cho Phật đạo, Đức Lý Thái Bạch tượng trưng cho tiên đạo, Đức Chúa Giêsu tượng trưng cho thánh đạo, Đức Khương Tử Nha tượng trưng cho thần đạo. Bảy cái ngai của bảy chức sắc cao cấp nhất của cửu trùng đài tượng trưng cho nhân đạo. Như vậy theo hàng giữa bốn đấng ấy và bảy cái ngai tượng trưng cho ngũ chi đại đạo, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Do đó thánh tượng thiên nhãn trên gọi là thánh tượng thiên nhãn ngũ chi. Sự trình bày thánh nhựa tượng thiên nhãn ngũ chi của đạo Cao Đài gồm đủ các đấng giáo chủ,
các tôn giáo thời kỳ Nhị Kỳ Phổ Độ và Tam Trấn Quay Nghiêm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói lên tôn chỉ của Đạo Cao Đài là Tam Giáo Quy Nguyên Ngũ Chi Phục Nhất. Hai bên thánh tượng Thiên Nhãn Ngũ Chi trên thiên bàn thường có đôi liễn nho viết như sau: Hạnh ngộ Cao Đài truyền đại đạo, hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian. Đôi liễn này là cặp trạng trong bài thi của Đức Chí Tôn có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, nghĩa là may mắn gặp được Đức Cao Đài truyền ra nền đại đạo, tốt đẹp thay gặp đấng Thượng Đế giáng xuống cõi trần, than ai. Các bạn thân mến, vừa rồi Ngô Lê đã nói sơ lược về cái quá trình thờ cúng của các đạo giáo Cao Đài. Thì Cao Đài là một tôn giáo độc thần, thờ nhiều vị tiên Phật khác nhau, nói lên cái quá trình hình thành phát triển cũng như cái sự hướng tới tôn giáo, đó là một sự giải thoát vĩnh hằng cho những người tu tập theo cái môn phái Cao Đài. Video của Ngô Lê đến đây xin kết thúc, hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.